10 10 phút rồi. Ừ, cố gắng đi kéo dài cũng được. Cố gắng rồi anh Thiết ơi. Ừ hay quá. Dài xuống đúng rồi. Lên 6 rồi. Lê Tứ đuối rồi kìa. Ai thấy Lê Tứ đi. Chị Bích, chị Bích chưa thấy Lê Tứ đi. Trời. Còn Hiếu nè. Thầy bị chạy thiệt bự gì nè. Còn Hiếu kìa, còn Hiếu sao? Ê! Ủa, từ từ, Hiếu vô thay Tứ xíu đi cho Tứ mệt đi. Đầy quá rồi. Tứ đổi đi, đổi người đi, đổi người. Đổi đi, đổi đi. 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 Nghe được hưởng rồi. Trời ơi, mấy xíu là em cầm chết rồi. Bớt ra coi chừng mẹo bán đậu đó, mấy trái đá chút quất rồi đó. Ê, à, thôi, nó quý quá, nó nghe thấy, nó chuẩn bị thanh thấm trước mặt rồi. Ô, mày chú chú. Đứng đây ba. Trời ơi, thôi, đi thôi. Lẹ lên. Con này lắm, chết đi đây thôi, mình đưa tiểu tồn. Đi thôi, nhận về. Nam cầu thủ. Lại lên, lấy đồ dài cho. Chút lộn xộn vô rồi phải không, đâu không? Mà đồ vàng của mày mà. Mày có bộ thích màu vàng à? Tính màu vàng. Ủa, đá bánh đá hả? Ờ, đá bánh đá chị. Bánh đá. Có một cái cầu thủ mới vô sân, cầu thủ đang thắm đó, cầu thủ Võ Minh Bích là đang chuẩn bị thay đồ. Võ Minh Bích tới 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 nè, nhìn nè. Ai vậy? Thái Long à, nghệ sĩ đang thắm, đang khởi động, đang chuẩn bị vô sân. Khởi động, khởi động, ta chạy bằng chân, khởi động tay. Rồi nó lấy dây nịt bưởi lại. Chị biết em đưa vòng vòng không biết cái này không có giờ
chiếu người, chúng ta nghĩ mở chiếu thì miếu nó bé chân rồi kìa. Không biết cái này bé của đâu.